trùng tang liên tán và nỗi khiếp sợ kinh hoàng của một ngôi làng trong suốt nhiều năm. Bạn này kể đây là một cái câu chuyện trùng tang gần nhà bạn luôn. Cho tới hiện tại khi bạn nhớ lại để kể đó thì bạn vẫn còn lạnh sống lưng luôn. Câu chuyện này là liên tiếp những cái chết bí ẩn của những người trong dòng họ nhà ông A. Và ông là người chết đầu tiên. Cái hôm đó là ngày 30 Tết, thì chỉ còn 5 phút nữa thôi là sẽ tới giao thừa. Thì bỗng nhiên ông A, ổng lên cơn đau tim rồi ổng mất luôn. Thì cái ngôi nhà này, thay vì sẽ ăn Tết, thì bây giờ nó lại trở thành một cái đám ma. Lúc này người trong nhà ai cũng nghĩ do là ông bị bệnh tim chết bình thường thôi, thành ra không có ai nghĩ ngợi gì nhiều hết, rồi cũng làm ma chay cho ông bình thường. Và đám tang thì gia đình cũng không có mời thầy hay này kia gì về hết. Khi đám tang của ông A xong đó thì mọi chuyện nó cũng diễn ra rất là bình thường. Cho tới cái hôm mà đúng 50 ngày mất của ông đó thì anh em dòng họ mới tập trung rất là nhiều về để mà làm một cái lễ. Cái lễ này giống như là cúng 49 ngày cho người mất vậy đó mọi người. Thì trước cái ngày hôm đó, trong nhà có một người cháu ruột, cái người này gọi ông A bằng bác. Thì cái người này mới ở lại nhà của ông A, ngủ ở đó để mà sáng mai thức dậy sớm làm gà. Và bạn cũng nghe người ta đồn á, là trong nhà của anh này đa số toàn là chết non không à. Chỉ duy nhất có anh đó là sống tới hơn 10 tuổi luôn. Thì tối đêm đó cả nhà ông A cũng ngồi lại nói chuyện với nhau, rồi bàn bạc với nhau coi ngày mai á bàn ghế đồ rồi sắp xếp như thế nào, rồi đồ ăn đồ uống nó coi đãi người ta làm sao. Cho tới khoảng 10 giờ đêm đó thì mọi người bắt đầu đi ngủ, rồi sáng ngày mai á mọi người thức rất là sớm để bắt đầu chuẩn bị làm gà vịt. Thì khi mà mọi người thức dậy làm gà đó, không thấy anh này thức dậy làm tiếp. Mọi người mới nghĩ là do thanh niên còn ăn được ngủ được, cho nên là thôi cứ để anh ngủ thêm một tí nữa. Mọi người cứ làm gà, làm cho tới 7 giờ sáng luôn á thì không thấy anh này thức dậy. Mọi người mới thấy lạ rồi, thì cái ông anh đó mới vô phòng kêu anh này thức dậy đó. Thì khi mà cái anh kia anh bước vô phòng á, anh thấy cái anh này á đã nằm cắn lưỡi chết từ hồi nào rồi, mà hai con mắt á thì trợn trắng vậy nè, người thì tím ngắt hết trơn rồi. Do là anh này cắn lưỡi nên nó là hai cái hàm răng của anh nó nghiến chặt lại vào lưỡi, và máu nó vẫn còn dính ở hai bên khóe miệng luôn. Lúc này thì cả nhà mới hoảng loạn nháo nhào lại hết trơn luôn. Mẹ của anh này ngồi đó gào khóc rất là thảm thiết luôn. Thì gia đình của ông A vẫn cúng cái đám 49 ngày cho ông A, còn anh này á thì đưa ảnh về nhà. Do là ảnh còn trẻ chưa có gia đình cho nên nó là không được để lâu, phải chôn liền trong hôm đó luôn. Thành ra tới chiều là anh này đã được đem đi chôn rồi, thấy sợ quá rồi cho nên nó là ở nhà mới bắt đầu đi tìm thầy. Thì thầy nói gia đình này đã bị trùng tang rồi. Thì ông thầy ông nói á, vong hồn của ông A này nè, ngày nào ông cũng bị bọn quỷ sứ á nó lôi ra nó đánh, rồi nó lấy dây xích nó trói lại, nó bắt ông phải khai tên người nhà ra nó mới hết đánh ông. Chắc có thể là do đau đớn quá đi, cho nên là ông mới khai tên cái thằng cháu họ của ông ra, thành ra là thằng cháu họ của ông mới vừa bị bắt ngày hôm qua luôn. Ông thầy ông nói á, hiện tại cả hai vong hồn này đang bị trói ở dưới âm ty á, nếu như mà cả nhà không mau mau làm lễ đó thì ở nhà sẽ mất thêm 3 người nữa. Tại vì bọn quỷ sứ á nó yêu cầu phải lấy 5 người mới đủ. Ở trong làng bạn bắt đầu có hai con chim lợn, nó cứ bay vòng vòng ở trong làng nó kêu ét 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 vậy đó. Mấy thanh niên ở trong làng thì cũng tìm cách để mà bắt hai con chim này, nhưng mà không biết làm sao thì từ từ mọi người cũng sợ nó và không có dám bắt nó nữa. Rồi hả, nhà nào nhà nấy cũng đều dắt dao trước cổng hết trơn á vì họ sợ. Còn cái đám thiếu niên trạc tuổi cái bạn đang kể chuyện đó thì tụi này cũng không dám ra đường vào buổi tối luôn, tại vì tụi nó rất là sợ gặp vong hồn của ông A và cái anh kia về để mà bắt tụi nó đi. Lúc này thì nhà ông A làm một cái buổi lễ rất là lớn luôn, tại vì lúc này ai cũng sợ hết trơn rồi, ai cũng sợ mình sẽ là một trong những người bị bắt đi tiếp theo. Làm lễ rất là lớn, làm lễ từ sáng cho tới tối luôn. Cái tụi này nó lại nhà ông A nó rình xem đó, thấy những người thầy cúng á, họ cúng bái lia lịa luôn, rồi họ nhảy, họ dãy dụa giống như là họ bị động kinh vậy đó. Mà chập choạng tối rồi đó thì những ông thầy này bắt đầu đốt vàng mã và đốt những cái hình nhân thế mạng. Nhưng mà đang rình á thì nó không hiểu tại sao lúc đó có một cái cơn gió rất là lớn luôn, nó thổi tung những cái giấy tiền vàng mã lên, thành ra cái khung cảnh lúc đó rất là ghê luôn. Lúc này thì mấy cây nhang nó cắm trong những cây chuối á nó bắt đầu nó rớt ra. Thì tụi này để ý á, giống như là những ông thầy pháp bắt đầu sợ rồi, mặt của họ trắng bệch luôn. Rồi thì họ cũng cuốn đồ nghề lại, họ nói là đây là do ý trời rồi, cho nên là ổng giọt lẹ, gia đình tự lo đi. Đám của tụi này thấy vậy cũng co giò chạy thục mạng đi về nhà luôn. Sau đó thì người nhà của ông A cũng tìm thêm rất là nhiều thầy luôn. Họ nói khi nào mà trấn yểm được cái chuyện trùng tang này qua một năm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tới lúc này thì hai con chim lợn ở trong xóm tụi nó cũng biến mất luôn. Bẵng một thời gian rồi cũng tới ngày giỗ đầu của ông A. Lúc này là con gái của ông A là cô H. Cái cô này là giáo viên dạy cấp 2, chồng của cô này là một nhân viên ngân hàng. Thì cô này có hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Vợ chồng của cô này hết sức là bình thường, không hề đánh đập hay cãi vã gì nhau hết nha. Nhưng mà lạ có một cái á, sáng hôm đó cô H này cổ đưa nhỏ con gái lớn của cổ đi học mẫu giáo, thì cổ mới tháo cái chiếc nhẫn cưới của cổ á, cổ bỏ vô cái túi áo của nhỏ con gái á, cổ đứng nhìn một hồi lâu á rồi cổ mới đi. Nhưng mà về nhà đó thì cô này nhờ mẹ chồng ẵm giùm thằng cu nhỏ để mà cô ngồi đó yên tĩnh để mà cô chấm bài. Tại vì mỗi ngày cô chấm bài thì cô cũng thường gửi cái bé nhỏ cho mẹ của cô giữ. Thì mẹ chồng của cô H đang giữ con của cổ ngồi trên nhà trên á, hai bà cháu chơi tới gần 9 giờ kém luôn á thì bắt đầu bà mới nghe một cái tiếng la hét ở phía sau nhà của bà. Bắt đầu bà mới ẵm thằng nhỏ đi ra coi như thế nào. Thì khi mà bà ra đó thì mọi người trong xóm cũng đã bu lại rất là đông rồi. Thì bà mới tá hỏa ra, bà phát hiện cô H á, cổ tự tẩm xăng rồi cổ tự thiêu ở ngoài cái góc vườn chuối ngoài á. Lúc này thì cô này đã cháy đen xì hết trơn rồi, toàn thân của cổ co quắp lại mà cái hốc mắt của cổ nó bị lõm xuống rồi. Thì lúc này cô này chỉ còn lại một bộ xương thôi, hai cái hàm răng của cổ nó trơ ra trắng phếu vậy đó. Bắt đầu trong xóm lại nổi lên những cái chuyện thêu dệt về hồn ma của cô H này. Lâu lâu người ta thấy hồn ma của cô H đi lẫn quẩn ở ngoài cổng á, cổ không có vào nhà được. Rồi nhiều khi người ta còn thấy cổ ẵm thêm một đứa con nít nữa, cổ ngồi trong cái bụi chuối á, cổ hát ru cho nó. Còn con của cô H á, tối nào nó cũng thấy cô H về nằm kế nó hết trơn á.
Rồi nhiều khi người ta còn nói á, cô H cổ đã biến thành một con chim lợn, nó hay bay lòng vòng chỗ cái văn phòng trường á, và nó kêu lên những cái tiếng kêu rất là ai oán luôn. Do đó thì cô hiệu trưởng mới thắp nhang rồi con chim lợn này nó mới biến mất đó. Lúc này thì họ hàng nhà cô H là nhà của ông A đó bắt đầu mới hoảng loạn lên vì sợ. Tại vì trong dòng họ hiện tại đã có 3 người mất rồi, bây giờ còn 2 người nữa, vậy thì ai là người tiếp theo đây? Này cả nhà mới náo loạn hết trơn luôn, mời rất là nhiều thầy về làm lễ, nhưng mà thầy nào cũng chạy hết, thầy nào cũng nói là trùng tang hết, nhưng mà không có thầy nào dám làm hết. Tại vì các thầy này nói á, bắt trùng tang á là làm phúc giùm cho người ta, nhưng mà cái hậu quả về sau là mình phải lãnh. Tại vì một khi người thầy á mà gỡ trùng tang giùm cho một cái gia đình nào đó đó, thì họ đã đắc tội với quỷ, họ đã vi phạm luật âm ty, cho nên là họ rất là sợ. Người ở trong họ hàng ai cũng sợ hết. Có nhiều người á, người ta còn đi mời thầy riêng cho họ để mà về cúng kiến nè, rồi đốt hình nhân thế mạng để mà trấn yểm cho họ. Thành ra bạn nói lúc này ở trong làng của bạn á, thầy bà liên tục luôn, rồi những cái tiếng tụng kinh gõ mõ nó cứ truyền miên ngày này qua ngày khác vậy đó. Bắt đầu qua tới 49 ngày của cô H, lúc này thì cả làng ai cũng nơm nó lo sợ hết trơn á, nhưng mà tạm thời nó yên ắng được một khoảng thời gian ngắn. Không những người trong nhà cô H này sợ đâu, mà những người hàng xóm xung quanh người ta cũng sợ nữa. Tại vì người chết á, nhiều khi người ta không khai tên người nhà của họ, mà người ta khai tên những người hàng xóm thì sao? Ấy vậy mà lại thêm một câu chuyện lạ tiếp theo nữa, đó là con bé cháu gái họ của cô H này. Thì cái bé cháu gái họ của cô H á, do là đi học ở xa, mà cái thời đó đi học là xe đạp không à. Tối bữa hôm trước á, thì cái chị này có rủ bạn về nhà chơi. Sáng hôm sau hai đứa phải đi học hay sao đó, thì hai người này mới thức rất là sớm để mà chuẩn bị lên đường, tầm hơn 4 giờ sáng rồi. Mà muốn đi từ nhà đi ra ngoài phố đó thì phải đi qua một cái đoạn bờ sông. Nhưng mà lúc này 4-5 giờ sáng á, thì cái đoạn này cũng có rất là nhiều người ta đi chợ sớm á, cho nên cơ bản là cũng không có gì sợ hết. Nhưng mà không hiểu hôm đó hai người này đạp xe kiểu gì á, xe nó mất phanh đi, rồi hai người này tự nhiên lao thẳng xuống sông luôn. Lúc này thì có một cái bà đó, bà đi chợ đi ngang, thì bà đi ngang bà thấy á, thì lúc này có một người đã chìm xuống rồi, còn một người kia thì vẫn đang ngụp lặn để mà ngoi lên á, chờ người đến cứu. Cái bà này bà sợ kiểu như là bà nhảy xuống cứu thì bà bị kéo xuống hay sao đó, thì bà không có cứu, bà đứng ở trên bà nhìn. Trong khi á, là bà này bà có một cái đôi quan gánh, nếu như bà đưa cái đôi quan gánh xuống bà kéo lên á, thì hai người này đâu có chết đâu, mà bà chỉ biết đứng bà hô hào thôi chứ bà không có cứu hai người này. Thành ra lúc này á, hai người mới bắt đầu chìm dần rồi chết luôn. Thì tới 8 giờ sáng mọi người mới vớt lên được. Lúc này người ta trên bờ xem đông lắm, khi mà kéo cái xác lên thì nó trắng bệch rồi, nhìn rất là ghê. Lúc này trong xóm ai cũng biết cái cô này là cháu cô H, thì cô này cô bị té xong chết á là chắc chắn là do trùng tang của nhà ông A rồi. Nhưng mà tội là tội cho cái chị bạn kia tới nhà cô này chơi á, rồi cũng bị liên lụy theo luôn. Rồi người trong nhà cũng mang xác chị này về chôn cất. Từ hôm đó là cả làng tĩnh mịch, không ai nói với nhau một tiếng nào hết, rất là im ắng một cách lạ thường luôn. Lúc này thì cả gia đình dòng họ nhà ông A đã thấy rất là bất ổn rồi, thành ra mới ngồi họp bàn lại với nhau. Tại vì hiện tại gia đình mình đã mất hết 4 mạng rồi, chỉ còn duy nhất một mạng nữa thôi thì cái bọn trùng tang này nó sẽ không có tha đâu. Gia đình cũng tiếp tục làm lễ, và lần này mời một cái người thầy rất là cao tay, và người thầy này ở cũng rất là xa luôn. Cái người thầy này lại nhà đó, thầy này cũng nói y chang như vậy, thầy nói là gia đình này đã bị trùng tang và hiện tại vẫn còn một mạng nữa sắp bị họ bắt đi. Cái người tiếp theo bị bắt đi á, bắt buộc phải là một cái người sinh năm 90. Thì thầy mới nói á, những đứa nào trong dòng họ sinh năm 90 á thì đứng riêng ra ngoài. Thì lúc này trong dòng họ có 3 người trạc cái tuổi đó. Mỗi đứa sẽ được ông thầy phát cho một cái tấm lá bùa màu vàng, một bên á thì sẽ được viết bằng chữ nho, còn một bên á là sẽ có hình Phật, và bắt buộc là phải giữ theo cái lá bùa này suốt bên mình và tuyệt đối là không được làm mất cái lá bùa này. Thì mấy đứa trong diện bị trùng tang á, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối vậy đó, do là sợ mấy đứa nhỏ này nó làm mất á. Thành ra là nhà này mới chạy đi đặt một cái cọng dây chuyền bằng bạc, rồi mới đặt người ta làm một cái mặt dây chuyền hình chữ nhật để mà nhét cái lá bùa đó vào thì chắc chắn sẽ không còn bị rớt ra nữa. Thầy còn cho thêm mỗi nhà một lá bùa dán ở trước cửa, rồi á thầy dặn dò người nhà mua đồ lễ trước đi, 2 ngày sau thầy sẽ tới nữa. Do là cái trường hợp này nó rất là khó, thành ra là 2 bữa sau thầy tới á, thầy có kêu thêm một bằng hữu của thầy nữa để mà hỗ trợ thầy. Và thầy luôn dặn mọi người là hãy vững tâm đi, không có sao đâu. Thì từ khi mà có thầy á, thì cái gia đình này nó bớt u ám hẳn đi luôn. Sau 2 ngày bình yên không có chuyện gì á, thì vào buổi trưa ông thầy này ông cũng tới nhà, và ông dẫn thêm một vị cao tăng nữa. Thì gia đình đã chuẩn bị sẵn một cái mâm cơm chay rất là đạm bạc rồi. Ăn xong á, thì thầy mới giới thiệu với gia đình cái người bằng hữu của thầy, tuy không phải là chủ trì gì hết, nhưng mà thầy rất có kinh nghiệm trong cái việc bắt trùng tang. Trước kia đó thì thầy này cũng chuyên đi bắt trùng tang, nhưng mà do tuổi trẻ của thầy còn ăn chơi ngông cuồng và áo thắng, thì không hiểu sao lúc đó đó vợ thầy cùng với 2 đứa con liên tục bị quỷ đòi mạng. Thầy nói thầy giúp mọi người rất là nhiều, và để rồi vợ con của thầy thì thầy không giúp được, cho nên cuối cùng thầy cũng quy y cửa Phật luôn rồi tu tâm đắc đạo. Theo như ý của hai thầy đó, thì hai thầy sẽ lấy di ảnh của 4 người trong nhà này vừa mới mất sẽ đưa lên chùa để mà trấn giữ cái hồn của họ lại, để không cho quỷ sứ nó đòi thêm một người nữa. Ngoài cái mâm đồ cúng đó thì chỉ có hoa tươi và một vài quả cam thôi. Hai thầy mới đi vòng vòng nhà rồi vào nhà thắp 3 nén hương. Sau đó thì thầy ra ngoài sân, thì lúc này gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ lễ ngoài sân rồi. Ra ngoài sân thì hai thầy mới bắt đầu trải một tấm chiếu, rồi hai thầy ra đó ngồi khấn cái gì đó mọi người không có biết. Còn một hồi thì gió lớn nó đùng đùng nó kéo tới, trời thì sấm chớp đùng đùng luôn, nhưng mà không có mưa nha. Bắt đầu gió nó rít lên từng cơn nghe rất là não nề ai oán luôn. Lúc này thì cả nhà đều nín thở để mà nhìn hai thầy làm, nhưng mà mọi người rất là vững tâm bớt sợ rồi. Lúc sau thì bắt đầu trời nó trở lại bình thường, và coi như chưa từng có một cái trận cuồng phong nào xảy ra hết.
hai thầy mới kêu mọi người dắt hai thầy ra ngoài nghĩa trang đi. Thì mọi người cũng đi bộ theo hai thầy ra ngoài đó giữa trưa nắng. Nhưng mà ra tới đó thì mọi người ai cũng nổi gai ốc ớn lạnh hết trơn. Thì thấy có bốn ngôi mộ lớn có nhỏ có, những ngôi mộ mới đắp, cỏ thì nó mọc vàng úa, rất là thiếu sức sống luôn. Còn những cái vòng hoa nó đã phai màu rồi, xung quanh thì còn có thêm những cái tiếng quạ nó kêu, khiến cho cái khung cảnh nó trở nên ai oán và rất là quái dị. Thầy mới lấy trong cái tay nải ra bốn lá bùa. Thầy dặn người nhà đem những cái lá bùa này chôn ở bốn góc của các ngôi mộ. Xong thì thầy khấn vái một cái gì đó mà mọi người không có nghe rõ. Rồi thầy mới kêu mọi người đi về. Thì thầy nói một tí nữa thầy sẽ vô nhà lấy một ít chân nhang của cái bát hương thờ bốn người bị trùng tan đó. Rồi thầy sẽ đem di ảnh của bốn người này lên chùa để mà giữ hồn. Dặn người nhà tuyệt đối không được nhắc tới tên của người chết. Rồi thầy mới tiếp tục cho những cái người nhà mà có người thân bị trùng tan mỗi nhà một cái lá bùa bình an. Và cuối cùng là sau đó gia đình này trở lại bình thường và không có người thứ năm bị bắt đi. Còn các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Bye bye.